Chào tất cả anh em, mình là Tào Độ. Cảm ơn tất cả anh em đã subscribe ủng hộ kênh YouTube của mình. Và kênh của mình đã đạt mốc là 400 subscribe, 400.000 subscribe, quên mất là 400 subscribe. Thì cứ như mọi khi thôi, kênh mình đạt được 100.000 subscribe, 200.000 subscribe, 300.000 subscribe, mình đều sơ bô cho anh em. Thì lần này là 400.000 subscribe rồi, thì mình cũng sơ bô cho anh em như mọi khi. Thì mình vào vấn đề chính luôn. Đầu tiên là quả mới IPV, tem khắc là dè, cổng cổ bảo hôi ô tô ở đây, bảo hôi ô tô đó, phun bộ như này thì là 2.6 anh em nhé. 2.6 thì bên mình sale còn 2.2, tất cả bên mình là bầu hơi ô tô hết anh em nhé. Còn bầu xỉ toang thì rẻ hơn rất nhiều, và bầu xỉ toang thì bên mình không sale, anh nào mua thì cứ giá gốc mà mua mà thôi. Tiếp theo nữa là bô M4 mạ titanium, con này là 2.6, sale còn 2 triệu. Tiếp theo là SC tem khắc, con này rất nhiều anh em yêu chuộng này, SC tem khắc cổng cổ bầu ô tô 2.6, bên mình cũng sale còn 2 triệu. Movic tem khắc laser cũng 2.6, bên mình sale còn 2.1. Thì cách thức đặt hàng bên mình như thế nào, nếu mà anh em đặt hàng bên mình rồi thì anh em biết rồi, còn anh em nào chưa biết thì mình nói qua để cho anh em biết nhé. Thì anh em ở trong miền Trung trở đi ấy, hoặc là anh em miền Bắc mà tỉnh quá xa ấy, thì mình không đi đến Napo được cho anh em. Thì anh em yêu cầu là đặt cọc cho mình cái thẻ Vina 100.000 đấy, sau anh em nhận hàng thanh toán số tiền còn lại. Ví dụ như con máy VV này cọc của ô tô là 2.2 triệu, thì anh em cọc cho mình 100.000 và nhận hàng thanh toán 2.2 triệu thôi. Con SC tem khắc laser này 2 triệu, anh em cọc cho mình cái thẻ Vina 100.000 thì cái tiền đấy là mình sẽ thanh toán ship ở ngoài này rồi anh em nhé. Nên là anh em nhận hàng chỉ thanh toán tiền bô thôi, nên là anh không phải thanh toán tiền gì nữa cả, chỉ thanh toán tiền bô thôi. Nhưng mà yêu cầu anh em phải cọc hàng, cọc thẻ cho mình nhé, thì mình mới chuyển hàng đi. Tại vì là ở thời gian vừa rồi ấy, cách đây tầm 3-4 tháng mình bị rất nhiều đơn hàng bị bom hàng bên mình, nên là mình bắt buộc phải đặt cọc. Anh em phải đặt cọc cho mình nên mình mới gửi cho anh em được. Thật sự với anh em là cái số điện thoại của mình ấy, cái tiền anh em cọc ấy có phải là 20 triệu tiền điện thoại rồi. Cọc không biết bao giờ đời nào nó biết, nhưng mà mình bắt buộc vẫn phải anh em cọc thì mình mới gửi đi. Thì có thể anh em có thể chuyển khoản cho mình cũng được, hoặc là có thể chuyển thẻ cho mình cũng được, theo cách thức nào cũng được. Còn anh em nào ở khu vực như kiểu Hải Dương này, Hưng Yên này, Hải Phòng này, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, đó là anh em ở tất cả khu vực miền Bắc gần đây ấy, thì mình sẽ về tận nơi cho anh em, lắp bô cho anh em. Thì anh em muốn nọ phí thì sẽ cứ alo cho mình hoặc là inbox cho mình sẽ báo phí về cho anh em nhé. Anh em ở càng xa thì cái phí nó càng cao mà thôi. Ví dụ anh em ở Hưng Yên mà gần gần thì phí khoảng độ 200.000, hoặc anh em nào ở Hải Phòng chẳng hạn là phí cho phải tầm 400-500.000 mình mới về được, tại vì là đi cầu đường cái từ đó rất xa xôi. Còn anh em nào ở Hải Dương chẳng hạn, hay là như ở Hà Nam, Phủ Lý cái thứ linh tinh đấy, thì chỉ 200-300.000 thôi. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip mình nhé.